mời bạn gái bước ra sân khấu. À, bây giờ khi mà hai bạn có mặt sân khấu rồi á, chúng ta sẽ giới thiệu mình cho đối phương cùng nghe ha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người, chào anh MC Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Chào bạn. Em tên đầy đủ là Võ Trí Tuấn, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Em bao nhiêu tuổi rồi Tuấn? Em sinh 88, năm nay 31. Nghề nghiệp chính của em là kinh doanh và giao dịch ngoại hối trên thị trường. Và em có kinh doanh bên một lĩnh vực khác là chăm sóc về sức khỏe con người. Rồi, cô gái xanh biếc của chị giới thiệu về bản thân nè. Dạ, cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào đến chị Nam Thư xinh đẹp. Rồi, cảm ơn cưng. Em là Hồ Ngọc Thanh Phương. Em sinh năm 1995, là 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây. Em hợp tác với các bạn của em mở ra một lớp dạy kèm cho học sinh trung học phổ thông. Và em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha Phương ha. Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Đàn gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó. Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn. Em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho em nấu. Nói vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một và anh không phải là giáo viên tiếng Anh, nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Với ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. À, vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living and now you live with your parents, or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still living with my family, but in future I have a purpose to make a private flight, and I want to stay with you for the private living, not belong to the family. Because I'm the single one and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh thương. Hiểu mà. Anh ơi. Hiểu mà đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá. Okay. Linh ơi. Tiếng Anh anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình đã nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh ảnh 1, 2, 3 nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn một năm thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh, bạn nam nó có nhiều cái nghĩa và cứ giúp đỡ gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok anh hiểu. Vậy là duyên của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa, thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ, thì em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa. Mà bởi vì em là một người sống rất là độc lập, và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Quyết định là của em luôn. Thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi. Nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa, thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia, cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ, bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về
tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì đó. Nhưng mà ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có thôi cái đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn. Đó, bà nữ nào ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi. Quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người. Nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính lắm em. Ngọt ngào lắm đúng không ạ? Dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó, bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một. Ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn. Đúng không? Dạ, sợ đúng gì? Sợ phỏng. Tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước. Đó. Trời ơi. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Bên kia con một, bên đây cũng một con chứ bộ. Ý con một chứ bộ. Dạ con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Gái Cần Thơ ha, dễ thương, nết na thùy mị. Con tưởng tượng xem hoàng tử trong mơ của mình là người như thế nào. À dạ, con nghĩ là ảnh sẽ cao. Cao. Dạ, có ngoại hình kiểu tiếp thanh niên nghiêm túc với chú. Là tóc thì phải cắt gọn gàng nè, không có các kiểu undercut hay là nhuộm. Dạ, đẹp trai. Thấy cũng được á, cũng hợp lý đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không? À, dạ, mẫu hình lý tưởng của con là sát Lê Đăng Khoa. Là ai vậy? Lê Đăng Khoa là một cái người mẫu, người đàn ông business, doanh nhân, đẹp trai, cao ráo, hết sức là nói chung là chuẩn soái ca, niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Tức là đẹp trai mà kinh doanh giỏi nữa đó hả? Bên đây nãy giờ cũng đi làm nước ngoài ha, cũng tiếng Anh giỏi, nói chung đây cũng người đàn ông soái ca đó. Dạ. Mọi chuyện ca mũ, ca nhựa, ca gì thủy tinh gì chú không biết nha. Dạ. Có tự con tìm hiểu. Dạ. Chứ thấy là có ca đó. Rồi. Con không thích điều gì ở đàn ông nhất? À, dạ con không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Em biết hút nhưng mà hiện tại không hút. Đúng. Anh cũng có hút nhưng mà không bao giờ hút. Nhưng mà em từ bỏ thuốc không phải vì lý do khác mà vì lý do bản thân. Em muốn bỏ và sức khỏe. Chính xác. Hút thuốc có hại sức khỏe. Vậy mà cũng có nhiều người hút. Không thích gì đàn ông nữa? Dạ con không thích bạn nam ăn thịt cuốn với mèo. Thịt gì? À thịt chó, thịt mèo hả? Trời. Em kỵ thịt chó và em cũng không thích ăn thịt chó nữa. Đúng rồi. Không nên ăn thịt cuốn và mèo. Cho nên bạn nữ bên kia yên tâm, anh không ăn thịt cuốn và mèo. À, dạ như vậy là được rồi. Được rồi ha. Em phải thêm vô chứ. Không lăng nhăng, không gia trưởng, không xét nét. Phải đủ chuẩn chứ. Những cái thứ đó nói em có không? Em là một người sống thiên về hiện đại và có phong cách hướng ngoại chút. Họ không có gia trưởng, nghĩa là họ balance, công bằng ở trong gia đình. Vợ và chồng thì đều được quyền ý kiến và phủ quyết. Đó là thuộc về tính cách của em. Nói rồi. Nói chung vợ chồng nhau là về bỏ phiếu đi. Thấy ai phiếu nhiều là thắng. Nhưng mà đôi khi em nghĩ thì người đàn ông cũng nên nhường họ một tí. Ờ. Đó. Rồi. Xói ca là chỗ đó đó. Bây giờ mình hỏi kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Phương, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, em đến với mẹ của em ạ. À, dạ, con chào cô, chào mẹ của Phương. À, lời đầu tiên là tôi xin chào chương trình. Dạ. Và chào hai em, Nam Thư xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Và Quyền Linh vui tính. Quyền Linh dịu dàng. Quyền Linh vui tính, rất dạ. là vui tính. Chào cô. Cô thấy con trai là được, đúng là một cái... tính cách của thanh niên thế hệ mới ngày nay. Dạ chỉ được thôi hả cô? Được là tốt đó. Được là tốt đó cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. À cô ơi, theo chia sẻ thì cô là người nói bé Phương đi tham gia chương trình này, đúng không cô? Lý do tại sao vậy? Vì cô thấy chương trình này là rất là thiết thực. Dạ. Rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay là tìm đến với nhau á bằng cách là đàng hoàng, chính thức, chứ không phải là đi hẹn hò ở bên ngoài mà không có ý kiến của cha mẹ. Cô cũng có lời cảm ơn chương trình rất nhiều vì chương trình có rất nhiều ý nghĩa. Dạ. Dạ. Cô rất là ủng hộ điều đó. Dạ, cảm ơn cô đã tin tưởng vào sự uy tín của chương trình. Dạ. Bạn trai đi với ai?
Dạ hôm nay em đến chương trình với em họ của em là Vương. À, em trai hả? Dạ trai, em trai, em họ. Em xin chào chương trình và em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Thì bên chương trình thì em cũng thấy bên đằng nữ là một bạn nữ khá là xinh và cũng tuổi trẻ, tài cao rất là tốt. Về phía anh Tuấn thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Và trong mặt tình cảm thì anh cũng biết chăm sóc những người phụ nữ. Nếu ngày hôm nay mình bén duyên thì có thể mình tới được với nhau. Còn nếu mà không với nhau thì mình vẫn là bạn bè, thoải mái và tìm hiểu tiếp tục. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Tuấn. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến với chương trình anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện ở Nhật Bản. Anh chàng này rất là yêu cô gái này. Thì anh ta không biết cách nào để mà làm cho cô gái phải đáp lại cái tình cảm của mình. Thì anh ta làm cái món quà tặng cô ta. Thì cái ý nghĩa món quà xuất phát từ cái ngày đó và câu chuyện từ Nhật Bản. Cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, anh có thể mở nó ra giúp em không được? Ok. Cuốn sách tựa đề là Hạt giống tâm hồn. Sách dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã. Dạ, đó cũng là một bức thông điệp mà em muốn gửi đến anh. Và đó cũng là châm ngôn trong cuộc sống của em. Cuộc sống này thì luôn luôn tồn tại những điều khó khăn và thử thách. Nhưng mà chỉ cần mỗi người có giữ vững lòng tin của mình thì giông tố nào cũng sẽ vượt qua. Hay quá. Cảm ơn em. Thì, trời ơi. Anh là một người trong... anh có một cái niềm đam mê về thiên về kinh doanh. Thì trước khi đến với em hoặc là cho dù bây giờ gặp em thì nó cũng đã trở thành một cái tính cách của anh là cũng khó mà gục được. Thì thường gục anh cũng sẽ tự đứng lên, cho nên em yên tâm. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn cuốn sách của em. Anh cũng khá thích đọc sách, nhưng mà đây là chủ đề sách thì đây là cuốn sách lần đầu tiên anh gặp. Cảm ơn em. Mời hai bạn về chỗ ngồi. Hai bạn này nói chuyện với nhau hợp đấy, tôi thấy rất thích. Em muốn là người nói trước hay em muốn anh là người hỏi em trước? Dạ em hỏi anh trước ạ. Anh hy vọng điều gì nhất ở người phụ nữ trong tương lai của anh? Người phụ nữ anh cần trong tương lai là anh không có muốn họ thiên nhiều quá về công việc. Thì họ có quyền lựa chọn cái công việc thích của mình, nhưng mà đừng vì nó mà đánh đổi gia đình. Em không biết nấu ăn đúng không? Anh biết một chút, nhưng mà anh có kế hoạch là tương lai sẽ đi học nấu ăn. Nếu em thích thì tụi mình sẽ đi học để em biết cách nấu ăn. Đó là cái hình mẫu người phụ nữ mà anh mong cầu. Thì anh cảm nhận em khá nữ tính. Dạ em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Câu hỏi thứ hai của em là anh nghĩ là anh có thể mang lại điều gì cho người phụ nữ trong tương lai của anh? Sự an toàn. Dạ. Và một câu hỏi cuối nữa thôi là cả anh và em đều là con một, thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Con một hay là con thứ hai gì đó, thực ra nó chỉ là con số thôi mà, đúng không? Nó đâu có quyết định cái cách sống của mọi người đâu. Con một đôi lúc cũng có cái hay của con một, nhưng mà con thứ hai thì cũng có cái hay riêng của con nó. Quan trọng là người ta biết tận dụng cái vị thế của mình như thế nào thôi. Bởi vì anh là con một, không anh biết chắc là không có ai mà hả có thể hướng dẫn mình hay là chỉ mình ở chỗ đó không đúng này nọ vân, cho nên tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. Quan điểm của anh cũng giống với quan điểm của em, là ngay từ lúc nhỏ em cũng suy nghĩ mình là con một, là niềm tin duy nhất của gia đình, cho nên mình phải cố gắng hết sức. Mỗi bạn là con một, cái khó nhất thế này ai sẽ theo ai? Đúng rồi. Cần Thơ anh nhớ không làm thì cách Sài Gòn 3 tiếng đúng không em? Dạ. 3 tiếng chạy xe. Sắp tới có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi có 2 tiếng thôi. Thì anh không có ngại từ thành phố Sài Gòn xuống là bao xa. Anh có thể xuống dưới đó chơi với em. Công việc của anh nó không có quá gò bó về thời gian, bởi vì anh kinh doanh thì anh có thể sắp xếp thời gian được. Hai đứa tiếng xa hơn thì em có chấp nhận về Cần Thơ ở dưới lập nghiệp hay không? Đúng hay rồi. Là bạn gái sẽ theo em lập nghiệp? Cái này mới là cái quan trọng. Sài Gòn thì nó tấp nập nhưng mà mọi thứ đều có. Còn Cần Thơ thì nó là quê, có thể nó yên tĩnh hơn. Vậy em muốn sống ở đâu? Ai nói em Cần Thơ là quê? Cần Thơ bây giờ cũng dữ dội lắm em. Xuống như mua đất rồi biết. Còn mắc hơn đất thành phố luôn đó em. Bây giờ mình quan điểm là gì? Nói cho nhau biết luôn. Anh muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì tại vì mọi thứ ở Sài Gòn nó hỗ trợ tốt cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Còn em? Đối với em thì nơi nào có tình yêu thì em sẽ đến nơi đó thôi. Trời ơi. Cảm ơn em.
con một mà bỏ ba mẹ đi luôn cái tình yêu đó chứ. À dạ mẹ con có nói với con như vậy. À mẹ con cho mẹ con đồng ý luôn. Mẹ thiệt tốt rồi nha, vì tình yêu hy sinh cho con luôn đúng không? Thiệt bà mẹ tốt. Còn nếu mà thật sự em muốn ở Cần Thơ để mà em có thể tiếp tục công việc của em á thì anh vẫn có thể điều chỉnh được, bởi vì công việc của anh nó không phải là cố định một nơi, nó công việc của anh là kinh doanh và đầu tư về một cái lĩnh vực nào đó thôi, thì nó có thể di chuyển được. Em muốn có thể làm cô giáo với anh vẫn có thể xuống. Chính xác, đúng anh không? Cho em quyền lựa chọn. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi. Hết thời gian. Thời gian trò chuyện của hai bạn đã hết ha. Hãy trân trọng nút bấm và có trách nhiệm với nó. Bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Ôi. Chúc mừng. Chúc mừng em. Đây quà của bạn trai này. Nào. Nắm tay nhau đi nào. Con xin nói vài lời với bác là hôm nay tụi con quyết định hẹn hò với nhau, thì bây giờ bắt đầu từ bây giờ thực tế tương lai sau này bác có thể yên tâm để con gái của bác con có thể chăm sóc thay bác. Bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Theo quy định chương trình vậy con cũng xin phép bác là con có lấy hôn con gái bác không ạ? Bác cho phép rồi, cứ tới đi cưng. Rồi. Chúc mừng các bạn, chúng ta thật sự là đã hẹn hò với nhau. Rồi chào chị nha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên thì ở đây sẽ có ekip của chương trình thôi chị ha, có biên tập với lại các bạn bên bộ phận sản xuất thôi. Nên là chị cứ chia sẻ thoải mái tự tin những cái câu chuyện của mình. Khi nào mà buổi hôm nay mình cast khoảng mỗi bạn có khoảng 5-10 phút thôi. Nếu như mà chị được chọn á thì bên em sẽ gọi lại để trao đổi với chị nhiều hơn về cái hình mẫu chị mong muốn rồi những cái thông tin khác nữa. Ha. Nhưng mà ở đây thì để được chọn thì chị tự tin, chị vui vẻ, cởi mở lên. Hiện tại thì em thấy là mặt hơi buồn đó. Đó, ví dụ lên chương trình đó, lên sân khấu thì có những lúc có khi MC chưa có hỏi tới mình, nhưng mà mình cũng phải tươi tươi lên chút chị ha. Đó, dù giờ tươi lên là đẹp liền. Rồi bây giờ xin mời chị, đầu tiên chị giới thiệu giùm em họ tên, công việc, quê quán của mình. Mình tên Lê Thị Bé, sinh năm 76, nghề nghiệp là buôn bán. Cụ thể mình buôn bán cái gì á chị Bé? Mình bán thực phẩm chức năng của Mỹ. Mình mua hàng bên Mỹ, rồi mình có người quen ở bên Mỹ, rồi nhờ người quen đi mua, nói chung là người nhà, rồi đem về đây bán trực tiếp giống như không qua trung gian. Chị bán ở đâu? Mình bán ở nhà, hiện giờ mình đang bán ở nhà, mình có bán ở nhà thôi. Là quê chị ở đâu chị? Quê mình ở Quảng Nam. Hiện đang ở Quảng Nam luôn? Không, mình đang sinh sống tại Sài Gòn, có nhà cửa ổn định ở Sài Gòn. Vậy là mua nhà đổ ở đây rồi, đúng không? Dạ, chào. Chị ở quận mấy? Ở quận 12. Dạ, đường nào chị? Ở đường Sông Thành. Vậy hả? Rồi. Chị ở đây thì với ai ạ? Mình ở với hai mẹ con. Rồi với mẹ chị hả, hai con chị? Con, mình có hai cháu, nhưng mà một cháu trai ở ngoài Quảng Nam với bà ngoại. Nhưng mà clip công việc thì tháng 4 vô đại học nghề. Cháu trai 24 tuổi, còn cháu gái đang học đại học năm nhất. Dạ, là đang ở trong này với chị đó, đúng không? Đúng vậy. Rồi, vậy chị chia sẻ luôn giùm em về cái cuộc hôn nhân đi. Là mình chia tay lâu chưa rồi? Tại sao mình chia tay năm 2015. Rồi, ở với nhau bao lâu rồi? Tại sao ly hôn chị? Thì không đồng quan điểm, nói chung vợ chồng không có gì hết. Nhưng mà khi mà làm ăn nó hơi thất bại thì nói chung những cái mâu thuẫn nó sẽ xảy ra. Rồi mình chấp nhận là mình không có một cái điểm tựa. Nói chung là khi sống thì mình cũng cảm thấy không đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà ví dụ mình cảm thấy không hợp nữa thì mình chia tay. Rồi hai đứa con bây giờ thì chồng cũ còn qua lại liên hệ hay gì không chị? Nói chung là cũng có qua lại với con, nhưng mà ví dụ mình tại vì con là con chung nên thành thử cứ việc qua lại không sao hết. Mình thì không có quan hệ gì, nhưng mà con cái có thể gặp nhau. Nhưng mà ngày xưa thì tìm hiểu rồi có lâu không? Làm sao? Nói chung hồi đó nói chung cực khổ quá rồi, mình nói chung mình cũng cưới đại vậy đó hả?
Đúng thôi, nói chung là lúc đó là không có suy nghĩ, nói chung là cứ yêu là đẹp thôi. Rồi chị coi như là chị ở không mấy năm rồi. À, từ đó đến giờ nói chung cũng quen bạn bè thôi chứ không có tìm hiểu tới cuộc hôn Mà nhân bạn nào bè hết. sao lại không đi xa hơn được, mấy người đó Không là đi có vấn xa, đề tại gì? vì á mình thứ nhất là mình đang còn nuôi con là cái tuổi mà mở mở nặng nặng á, nên thành thử mình sợ con mình giống như là mình không dạy được con, nên mình cũng cố gắng mình ở dạy. Nhưng mà khi mà mình đến một cái thời điểm mình cảm thấy là con mình đủ trưởng thành rồi, có thể sắp mình có thể con sau này sẽ có tương lai, mình thì tìm một cái người để chia sẻ lúc đau ốm, chia sẻ trong công việc, nó ví dụ hỗ trợ lẫn nhau. Mà đối tượng chị gặp được nhiều không? Thì mình chưa nghĩ tới chuyện đó, nói thật ra mình không có nghĩ tới chuyện đó nên chưa có. Nhưng mà mình muốn ví dụ cũng có một đôi người, nhưng mà mình cảm thấy người ta cũng ngỏ lời, nhưng mà mình nghĩ là giống như bạn bè vậy á, người ta thấy mình vậy nhưng mà Mà mình sao vậy chị? Chắc là những người đó họ chị thấy sao không ổn? Khó không phải quá. là không ổn, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy lúc đó là con mình cần mình hơn là mình cần người khác, Chị nên mình tự phải như vậy, chị chấp tự nhận chặn để cái hy cơ sinh hội để cho của con mình trước. chị. Rồi, vậy thì bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Mình tìm một người biết chia sẻ, biết cảm thông cho nhau. Cái cuộc sống á, thì phải đủ để lo cho bản thân người đó, chứ không không đến nỗi là khi mà tại vì tuổi mình nó cũng đã lớn rồi, ví dụ cơm canh thì có thể là lo cho nhau không sao, nhưng mà khi bệnh đau á, thì mình sợ là mình không đủ khả năng để mà lo cho người đó. Tại vì có yêu đi nhưng mà cái tuổi mình lớn rồi, có thương đi thì cũng tuổi mình lớn, thì che chở lúc đau ốm thôi. Mình chỉ mong tìm được người mà cũng nói chung Chị là mô tả không kỹ phải, đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó như thế nào nè. nói chung là mình không, mình cứ biết cần người hiểu chuyện. Rồi ví dụ như cái cách cư xử nó nhẹ nhàng, nói chung mình cũng hơi cộc tính, nóng tính, thật sự là vậy. Mình không bắt người ta phải chiều theo mình nhưng mà hiểu nhau. Rồi công việc có yêu cầu gì không chị? Công việc thì ví dụ người ta cũng phải có công việc chứ, mình đây Không cũng không có quan công trọng việc. đúng không? Làm tài xế hay là làm thợ Không, hồ cũng mình không quan trọng người ta làm công việc gì, miễn được. người ta có công việc, nhưng mà cũng phải ổn định của người ta chứ. Còn nếu mà cứ ở không thất nghiệp vậy sao mình về mình cũng đâu có gồng gánh nổi. Dạ. Rồi bây giờ chị có nhà rồi, anh đó chưa có nhà được không? Bình thường không có gì đối với mình, cái những cái đó mình không cần, mình không cần, mình chỉ cần là người ta chia sẻ và hiểu nhau, chứ không phải đi đây đi đến đó, cũng không phải là cần người ta phải có của giàu có. Giàu có thì người ta cũng không có lấy mình đâu, chỉ Dạ. đủ sống cho người ta thôi. Rồi, chị quê quán thì sao? Anh đó bây giờ chị nếu mà anh đó có nhà ở quê gì đó ở Bình Dương, Đồng Nai thì chị chịu đi theo chồng không? Không, mình không có theo đâu hết chứ. Mình có nhà thì ví dụ người ta chấp nhận thì cỡ tuổi này rồi theo chi, con cái mình cũng phải lo. Trời ơi, chị có gia đình chị, nhưng mà anh đó tuổi chị, ảnh cũng có gia đình của ảnh. Thì bây giờ chị cần tình cảm hơn hay là chị cần cái con cái gia đình nữa? Nói chung là ví dụ như về thành phố sống thì nó tiện nhiều công việc hơn. Ví dụ như cái an sinh ấy, nó cũng gần gũi hơn. Ví dụ như về quê á, thì cái mưu sinh của mình á, nói chung là ví dụ khi mình thay đổi một cái môi trường hoặc là một cái công việc nó cũng Tại tủn chị cũng mèo. bán online mà đúng không? Chị bán online mà. Nhưng mình không có phải thuộc cái dạng mà bán để quảng cáo trên ấy, mình chỉ bán cho người thân hoặc là những người quen giới thiệu với nhau thôi, tại vì mình là cũng bán nhỏ thôi chứ cũng không bán lớn. Dạ. Rồi đó tụi em ghi nhận ha, rồi có gì thì nếu mà cần thiết thì sẽ trao đổi với chị thêm thôi ha. Rồi chị có ca hát gì được không chị bé? Thì cũng buồn buồn hát karaoke bậy bậy chơi thôi chứ đâu có hát được. Giờ hát được vài câu giùm em được không? Hát vài câu nghe chơi. Nha. Hát bài gì hả? Bài gì cũng được, bài ruột của chị đó, bài gì ruột của chị đó À, chị. bài ruột hả? Em dạ không có nhớ lời, hát không được thôi, chỉ Phận nhớ là con trên gái gì đó cũng được. tập. Bận lắm gái Ừ, vài câu thôi. Rồi mời chị ạ. không biết hát câu gì nữa. Nói chung cũng có hát nhưng mà không có
không có thuộc lời để mình coi mình dạ tình anh đi dạ thuyền xa xăm thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa thuyền có hơi sóng lặng lòng yên ả vẫn đợi thuyền ghé bến sẽ quay về rồi nói chung cũng hơi run hát không được rồi ok cảm ơn chị nha rồi xong rồi đó chị rồi có gì chương trình sẽ liên hệ với mình nha cảm ơn chị rồi xin chào chị vâng chào bạn dạ mình để cái điện thoại ra xa thì mình nói chuyện được không có nghe được ạ rồi chị nghe vậy chị để cái cam để em nhìn rõ mặt chị nha được ok rồi rồi bây giờ mình vui lòng mình giới thiệu họ tên công việc của mình. Em tên là Đỗ Thị Dư, sinh năm 1985, quê ở Cao Viên, Thanh Hoài, Hà Nội. Làm nghề bán hàng dược liệu, kinh doanh dược liệu. Hiện tại mới chuyển... Mình đang ở đâu chuyển... chị? Từ Hà Nội mới chuyển vào Bà Rịa, Vũng Tàu sống ạ. Chuyển vào luôn hay sao ạ? Vâng, em vào Bà Rịa sống. Mình đi cùng với ai chị? Đi một mình ạ. Tại vì ở trong này có người quen, có chị gái, nhà chị gái ở đây ấy. Nhưng mà hiện tại là em đang ra ngoài ở, chứ không ở nhà chị gái. Mà em sẽ ra ngoài ở xong rồi mục tiêu của em là sẽ... Thế thì vào đây mọi thứ lạ lắm hết thì công việc của mình sẽ như thế nào? Tại vì em bán dược liệu chủ yếu bán sỉ mà, chứ không ảnh hưởng. Dược liệu đó là mình lấy sỉ, mình lấy mình về bán lại đúng không? Mình bao tiêu cho hộ nông dân ấy, em bao tiêu chịu trách nhiệm bao tiêu cho mấy hộ nông dân ấy. Ừ. Rồi có cái động lực lý do nào mà mình lại chuyển vào đây không ạ? Thứ nhất là em cơ thể em thân nhiệt nó yếu đấy cho nên em thích vào đây nó không thứ nhất là không lạnh, thứ hai là không nồm. Và thứ ba là em muốn thay đổi môi trường sống xem mình thử sức mình xem mình có thể sống được ở môi trường mới hay không. Rồi. Mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha chị nhé. Vâng, điểm mạnh của em là em thích kinh doanh. Thứ hai là điểm yếu của em là em hay quên. Tính em hay quên lắm. Nhưng mà điểm mạnh của em nữa là em sống luôn tử tế và luôn biết kính trên nhường dưới. Và đặc biệt em rất thích kinh doanh. Không bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ ỉ lại cho ai đấy hoặc là em phải tìm cách nào để mình tiền đẻ ra tiền nhưng với điều kiện là phải đồng tiền trong sạch. Rồi được tình duyên thì như thế nào? Mình từng kết hôn chưa ạ? Em kết hôn rồi và đã ly hôn được từ năm 2018 và bản thân em nuôi con gái 10 tuổi. Ly hôn. Vậy thì con có vào cùng với mình không? Không, con lúc này đang ở nhà ngoại. Khi nào em mua được nhà thì em sẽ đón con vào. Rồi, mình chia sẻ một chút về cái cuộc hôn nhân đó. Lý do làm sao mình chia tay? Lý do là chồng em nát rượu, ham ăn lười làm. Rồi, ở với nhau được bao lâu chị? Ở 3 năm. Cưới năm 2011 thì 20 thì được 3 năm để con đi. Ừ. Rồi bây giờ thì bế con đi nhưng mà mình đã ly dị rồi xong chưa giấy tờ á? Rồi anh chồng còn qua lại để mà trình thăm con hay gì không chị? Không giúp đỡ một cái gì hết, không qua lại gì hết. Rồi. Rồi, cái lý do bây giờ mình tham gia chương trình là sao ạ? Mình động lực nào mình tham gia? Tìm được một nửa của mình thì tốt. Để thứ nhất là phụ nữ thì không ai là muốn cô đơn cả, đúng không ạ? Kể cả phụ nữ hay đàn ông cũng thế, không ai muốn cô đơn cả, trừ khi nó hoàn cảnh hoặc là không tìm được người mình gặp đáng gặp thật sự. Hai nữa là dù sao ai cũng muốn hạnh phúc nửa đôi mà, nếu mà tìm được thì tốt, không tìm được thì biết phải bằng lòng với số phận, đúng không ạ? Đó. Bởi vì phụ nữ cô đơn thường hay bị bắt nạt lắm, ra ngoài xã hội hay bị bắt nạt lắm. Mà ai cũng cần chỗ dựa, thứ nhất là cho mình, thứ hai cho con.
Rồi mình mong muốn một người như thế nào chị? Thì mong với một người có chung hoàn cảnh, đặc biệt là nếu mà ở Bà Rịa này được cùng thì tốt, hoặc là người có lý trí, không keo kiệt, không gia trưởng, không nhậu, đơn giản vậy thôi, có lý trí làm ăn thế thôi. Mà mình nói về ngoại hình cụ thể hơn ha, ngoại hình rồi công việc tuổi tác của anh đó luôn ạ. À. Thì anh nghĩ phải nếu mà được người bằng tuổi thì tốt, sinh năm 1985 ấy hoặc hơn cũng được, nhỏ hơn cũng được, nhưng mà người ta có chấp nhận mình hay không, nhưng mà quan trọng là cái hợp với tính cách, bởi vì là nó mình không thích những người keo kiệt buồn xỉn nhậu hay nhậu ham ăn người làm là vết xe đổ của chồng nên sợ lắm rồi. Công việc của anh đó thì mình có yêu cầu gì không, không thích nghề nào không? Không, nghề nào cũng được, miễn sao anh tự cảm thấy là anh có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là cũng đam mê kiếm tiền là được rồi. Đam mê kiếm tiền mà kiếm không ra tiền á thì được không á, chứ ai cũng thích kiếm tiền đâu. Thì tất nhiên nếu mà họ không làm chủ được thì họ phải làm thuê đúng không, ai cũng phải ai cũng phải cạnh tiền mà. Còn mình đây thì mình không thích đi làm thuê. Rồi vậy thì trong tự... này ảnh đang nuôi một đứa con, hai đứa con gì đó thì mình thấy ok không ạ? Một hai đứa con thì cũng tùy, để xem người ta có cách nó có hợp nói chuyện với mình không á. Nếu mà người ta có thể, cái hoàn cảnh người ta chấp nhận được mình chấp nhận được người ta thì ok, không vấn đề gì cả. Quan trọng là người ta có ý chí, còn người không có ý chí thì không ở đâu có con đường hết á. Nuôi con, ý chí kiếm tiền thì nuôi đơn giản mà. Còn nếu mà không nuôi con mà không có ý chí kiếm tiền thì nuôi cái mồm cũng khó. Rồi. Quê quán của anh đó thì chắc là khu vực gần gần Vũng Tàu cũng được hay sao ạ? Dạ vâng, hoặc là người cùng ngoài Bắc cũng được. Nếu mà người trong Nam cũng được, nhưng mà khu Bà Rịa thì càng tốt thì dễ gặp nhau hơn. Đồng Nai đâu cũng được ha, kiểu gần gần đó cũng được ha. Rồi ok chị. Rồi em cảm ơn ha, nếu được chọn thì bên chương trình sẽ liên lạc với mình để mình chuẩn bị.